Máy ép cảm viên công nghiệp F300 do công ty Bình Minh sản xuất, mỗi ngày có thể ép ra hàng tấn cảm viên cho vật nuôi. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Ngoài những dòng máy ép cảm viên F150, S200, S250, S270 mà Ngọc Nga đã giới thiệu tới quý vị trong những video trước đây, thì ngày hôm nay Ngọc Nga sẽ tiếp tục đem đến cho quý vị dòng máy ép cảm viên công nghiệp, máy ép cảm viên F300. Vật liệu chế tạo chính của máy ép cảm viên F300 là thép chất lượng cao, được gia công hàn kỹ lưỡng, tạo ra kết cấu chắc chắn, bền vững, giúp tăng tuổi thọ sử dụng máy. Khi vận hành, máy không bị rung lắc, tiếng ồn thấp. Chân máy được gắn bánh xe, dễ dàng di chuyển tới nơi sử dụng. Máy ép cảm viên F300 được biết đến là một dòng sản phẩm ưu việt, có thể ép được nhiều loại nguyên liệu thô khác nhau như ngô hạt, đậu tương, bột cám, bột cá, các loại nguyên liệu tươi như cua, cá, ốc, rau cỏ băm nhỏ thành cám viên với đầy đủ chất dinh dưỡng cho vật nuôi. Ngoài công dụng ép cám viên ra, máy F300 còn có thể ép phân hữu cơ, phân vi sinh, phân trùng quế. Các loại nguyên liệu được phối trộn với tỷ lệ thích hợp, đảm bảo độ ẩm từ 10-20%. Máy được lắp đặt động cơ 18,5 kW, tốc độ vòng quay 1450 vòng trên 1 phút, nguồn điện 380V. Động cơ mạnh mẽ kết hợp với hệ thống 3 quả lô bằng thép đặc biệt giúp quá trình ép cám của máy diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, phục vụ nhu cầu sản xuất thức ăn viên cho vật nuôi, đặc biệt với những cơ sở sản xuất, trang trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ. Tùy vào tính chất và tỷ lệ nguyên liệu, mỗi giờ máy có thể cho năng suất lên tới 400-600 tấn. Bên cạnh đó, phần lô ép được thiết kế rất đặc biệt, vì thế nền nguyên liệu được ép ra luôn có độ đồng đều với kích thước, không bị gãy, vụn, giúp cho vật nuôi dễ dàng hấp thụ toàn bộ lượng cám viên mà không bị bỏ sót. Máy có các loại mặt sàng khác nhau tùy theo nhu cầu của người tiêu dùng. Quý vị cũng có thể điều chỉnh độ dài ngắn của viên cám từ 0,8-2 cm bằng dao cắt cám nằm ở phía dưới mặt sàng. Khi vận hành, máy F300 không sinh ra lượng nhiệt lớn, chỉ từ 50-60 độ, nên viên cám khi ra vẫn đảm bảo đầy đủ hàm lượng chất dinh dưỡng vốn có ban đầu. Tùy từng vào mục đích sử dụng, quý vị có thể trực tiếp sử dụng cám ép ra hoặc đem phơi khô rồi đóng bao để bảo quản trong thời gian dài. Máy được ứng dụng vào sản xuất thức ăn chăn nuôi sạch, đảm bảo chất lượng thực phẩm sạch, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng hiện nay, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi cho bà con. Đến với chúng tôi ngày hôm nay để nhận được ưu đãi tốt nhất từ dòng sản phẩm. Mọi thắc mắc về dòng máy ép cảm viên F300, quý vị vui lòng gọi điện từ số hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình để nhận được sự tư vấn kỹ lưỡng nhất. Ngọc Nga xin chúc quý vị chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.